Hello, hello Mai Vũ, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ, kính thưa quý vị, bữa hôm nay mình muốn chia sẻ một cái đề tài là có cô ở bên cạnh đó. Thì đây là cô Loan. Cô Loan, mình đã quen cô từ lâu rồi, từ khi mình mới qua Mỹ là mình đã quen cô. Thì có một cái video mình đã kể rất là nhiều ở cái video đó. Khoảng 20 năm về trước, mình có cơ hội, mình có làm chung ở một cái tiệm móng tay với cô Loan, và nhà của mình thì cũng gần với nhà của cô, nên bây giờ mình quen biết cô. Mình đã biết cô khoảng hơn 20 năm rồi. Cô thì làm chân tay nước, rồi sau đó thì tại cô phải lo cho con của cô còn nhỏ đó, nên cô mới thấy làm nail nhiều giờ quá. Cô chuyển qua làm hãng một thời gian cũng lâu hả cô Loan hả? Dạ rồi. Lâu rồi. Bữa hôm nay muốn chia sẻ một cái đề tài, tại vì cô đó mới về Việt Nam. Thì cũng tình cờ trong cái thời gian đó, bẵng đi một thời gian mình không có gặp cô, nhưng mà vô tình cái chuyến đi mà khoảng chừng 16 năm về trước, 17, bây giờ nếu mà qua năm nay là 17 năm về trước rồi, mình có đi về Việt Nam chung với cô cái chuyến đó, vô tình gặp nhau ở sân bay và bẵng đi một thời gian. Thì sau 17 năm là mình chưa có về, nhưng mà cô thì mới về hồi tháng 10 hả cô? Tháng 10. Cô có thể cho mọi người biết là cái cảm giác mà sau 16 năm về lại Việt Nam á, thì cô thấy Việt Nam thế nào cô? Cô cảm thấy như cô thấy bên Việt Nam mình họ thay thay đổi nhiều không, hay là người dân, nói chung là cô về cô nhìn lại gặp lại gia đình thì cảm giác của cô như thế nào, cái kiểu hồi hộp hay là bồi hồi, hay là sau đó cô có thể cho mọi người biết cái cảm giác khi mà sau 16 năm mà xa nhà rồi sau đó cô về Việt Nam thì nó như thế nào không cô? Thì nói chung là ở Việt Nam cho mình về mình cũng hồi hộp chứ, tại vì 16 năm trước Cô mình được mới về có một lần nè. Dù mình qua đây là 32 năm nhưng mà 16 năm sau mình mới về, tức là năm 2007 á. Dạ. Cho tới khi bây giờ là 2023 rồi về thêm một lần nữa. Là lần thứ hai. Lần thứ hai, thứ nhất á, là mình còn ba mẹ và Dạ. mấy đứa em còn ở Việt Nam, thành ra mình phải về thăm ba với mẹ. Dạ. Bây giờ hai ông bà cũng già rồi, bây Mà giờ cô Loan á là cô không ngại nếu mà nói tuổi đây không cô? không sao Là hết, hồi tại bữa, bây giờ lớn tuổi rồi. hồi bữa là tại vì Mỹ thì thường họ không À, có, đúng nếu mà rồi. văn hóa Mỹ là không có hỏi tuổi, nhưng mà ở đây mình làm theo văn hóa của Việt Nam một chút xíu, mình bật mí cái số tuổi một chút, là hiện tại bây giờ 68 tuổi rồi giờ có sao đó đâu. cô là bao nhiêu gì? À hồi năm ngoái mình có làm một cái video là 67 tuổi U67 hả tuổi gì? vẫn còn kiếm tiền phà phà là 68. cô, thì bây giờ là cô hôm qua năm nay là cô 60, 68 tuổi rồi, mà nhìn 58 cô giống như 50 vậy đó cô. đâu Ai có nghĩ cô đâu. sao mấy đâu cô, năm 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 đấy là 50 hơi quá, mà khoảng 55 tuổi. Mà cô á thì đi làm hãng nha, đi làm hãng tới tuổi về hưu rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà cô tới tuổi về hưu, cái cô không có về hưu thì cô đi làm như vậy á, là cô vừa được lãnh tiền hưu vừa được lãnh cái tiền đi làm đúng không? Thì đúng rồi, vẫn phải đi làm, Rồi vẫn cộng phải thêm thay thế đó, bình thường thôi. dạ cộng thêm đó là cô làm thêm chân tay nước để kiếm thêm tiền nữa, tại cô lớn tuổi cô không muốn làm bột, chứ thực ra cô cũng biết làm bột đó, mà tại vì cô nói thôi bây giờ cô không có thích làm bột nên cô chỉ có thích làm chân tay nước thôi. Là hiện tại bây giờ cô 68 tuổi vẫn còn đi làm tốt và vẫn lãnh ba đầu lương nha quý vị. Ba đầu lương đó là thứ nhất đó là lương làm hãng, thứ hai là lương hưu, và thứ ba là lương đi làm chân tay nước. Thì đi làm chân tay nước là giống như kiểu cô thích làm thêm thôi, chứ đâu ai bắt cô phải đi làm đâu đúng không cô? Cô đâu cần đi, mà Đâu, không có tại sao ai làm hết, cô muốn mình đi thích làm đi làm thêm chứ, gặp người này người nọ chứ còn không thôi là ở nhà đó? Giờ cô nói là ý lú. cô muốn đi làm thêm để gặp nhiều người, chứ nhiều khi ở nhà cũng buồn đó quý vị. Với lại đi làm nail thì cái mùa này thì nó cũng nhàn, thì nhiều khi có khách thì mình làm thì nó vui, còn không có khách thì mình cũng ngồi nghỉ ngơi, chứ không có, không phải là làm cật lực gì cả, nên cô cảm thấy vui khi mà cô được đi làm. Thì nếu mà cô đi làm như vậy thì chắc con nghĩ là cô sẽ cô giúp rất là nhiều người ở bên Việt Nam, như là gia đình hay là ba mẹ đúng không cô? Những chị gửi chút đỉnh tiền về, lâu lâu gửi về thôi chứ mình đâu có thể ra làm xuể Thì đúng rồi, tại bây giờ hiện tại nổi. nhà nhà cô lãnh bao nhiêu gia đình qua con quên rồi, hồi bữa mới Còn qua có hộ quá thì bốn bốn hồi hộ lâu rồi, dạ. năm 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 trước, nhưng mà không phải là cô mà là thằng em, con đứa em út á, nó bảo lãnh cho người cô đi nha, Mà bây hiểu giờ chưa? cô ở bên đó là còn bao nhiêu hộ con quên luôn Còn rồi? ba hộ. Ba hộ, tại vì ba hộ đó là lớn tuổi đúng không, không muốn đi đúng không? Không phải cũng muốn đi nhưng mà cái tuổi lúc nó làm giấy tờ thì nói chung là tuổi đoán là tới lúc này là tuổi con cái của họ lớn hết rồi, thì đúng bây giờ đứa nhỏ nhất của nó cũng là
ba mươi mấy tuổi rồi, nhỏ, người nhỏ ba mấy tuổi rồi. người nào cũng có lập gia đình hết rồi, có vợ có chồng có con lớn hết rồi, À, đó là lý do tại sao mà hồi đó không làm, là tại không vì không nghĩ tới, suy nghĩ tới lúc lúc mà qua bên đây là lớn người ta cũng cho đi. mà bởi vậy nên những người lớn đó không có làm. Thì cô thấy là sau khi 16 năm mà cô 17 năm, nói chung là 16 năm cô đi quay trở lại, thì cô thấy Việt Nam có thay đổi gì không cô, hay Thay là đổi thì rất là nhiều chứ không phải không. Dân chúng bây giờ là đôi lúc là con thấy là rất là dân nghèo thì vẫn nghèo, không có công ăn việc làm, tức là bây giờ hãng xưởng cũng không có để cho dân chúng vô mà làm để kiếm đồng lương mà về mà sợ sinh sống hàng ngày đâu, toàn chạy bên ngoài mà chạy những cái công việc bán ở ngoài tạp nhạp chút chút. Rồi có những người mà đi la làm, bây giờ cô nghe nói thằng cháu đi làm mà rốt cuộc bây giờ không biết chạy ráp rồi giao đồ gì đó, mà bây giờ nó chậm quá thì người ta khai bankruptcy, người ta không trả lương luôn. Gì ghê vậy? Nghe Trời nói ơi, vậy. mà vậy Thì nghỉ luôn rồi. quỵt lương của người ta nhiều không cô? Cô không biết quỵt nhiều hay không, nhưng Trời mà ơi. đó là lúc đó nó nói là bây giờ không trả lương nữa thì thôi, thì cô nghe Tôi nói nghĩ vậy là thôi. thấy tội ha, giống như kiểu là mấy người mà đi qua qua sau này, thì bây giờ mấy năm rồi cô, 5 năm chưa, hay 4 năm, 5 năm rồi đó, vừa năm, đúng 5 năm thì rồi đó. cái đợt mà qua 5 năm như vậy đó, là tất cả những người em của cô mà qua sau này á, là thấy Là đi làm hết đầy người đủ ta hết thích lắm rồi. đúng không con, người ta thích cuộc sống Mỹ Là may rồi. mà đi trước đó chứ còn không là chết. Nó cũng may là đi được năm mấy hộ gia đình rồi, qua đây ai cũng thích hết rồi. Ai hình như là con nhớ là đã có một số gia đình đã mua nhà đúng không cô, mấy Thì người bây luôn. giờ là họ có đứa thì nó mua liền được, có đứa không mua liền được thì cũng mua hết rồi, nói chung về bán nhà cũ đi rồi làm này bỏ đập vô rồi bây giờ cứ trả dần dần thôi. Thì có một số vốn ở bên Việt Nam thì qua đây mua nhà thì nó cũng đơn giản, mà chắc là mấy cô chú đó có công ăn việc làm hết rồi đúng không? Thì đúng rồi, có À, công ăn việc làm đầy đủ hết, đi làm rồi. cô có nhớ là nguyên một hộ gia đình đó, đi qua mấy hộ gia đình đó là có bao nhiêu người con đi theo không tổng cộng? Có chứ, tổng cộng mỗi gia đình có 2 người con, Ồ, vậy là 8 người hả? 8 đứa con mà 8 đứa ta, cháu. đúng rồi, 8 đứa tám đứa cháu bây cháu giờ chắc 8 đứa cháu đó là đi qua đây là, nếu mà có cơ hội được đi học được thì ngon là quá tụi cô nó nhỉ. đi học, Mà không đi học thì đi làm thì cũng bảy đứa đi học rồi có một đứa là nó học không được rồi. đi làm, là cái thằng mà hồi xưa nó ở đây trúng cố phải không? Thì bây giờ nó có không đi làm được ở Việt Nam, bây giờ qua đây làm nó thích quá rồi còn Bên Việt Nam đang gì. đang kiểu cũng nhiều khi cũng không có việc ổn định hả cô hả? Khi mà bé đó ở Việt Nam á thì chắc chưa tới tuổi đi làm, có đi làm gì Đâu không? có tới tuổi đi làm, nhưng mà đi làm không nói không được là vì thứ nhất người ta không mướn, mướn thì sợ Không có bằng cấp hả cô? không có bằng cấp ấy, rồi không 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 có mướn, rồi mưa mướn là thì cho làm cái nghề gì đâu mà sợ nó vướng vô mấy cái chuyện mà Cái như không không tốt bậy bạ giống như hút á. sắt đổ hả? Bởi vậy khi mà cái bé đó đi qua đây giờ bao nhiêu tuổi cô có nhớ? Bây giờ 20, 24 rồi 24 tuổi mà bây giờ đi qua đây là đi làm, có thể giúp cho ba mẹ trả tiền rồi, nhà cô nhỉ? đúng rồi, Đỡ ở chung quá. nhà nó làm chung rồi trả tiền chung cho ba mẹ đó. Mà mấy người còn sót lại không có làm giấy tờ, uổng quá cô ha, có tiếc không cô? Tiếc chứ, tiếc Dạ, rồi, hồi bây bây giờ giờ thấy cũng mấy người em đi qua đây như vậy mà hồi xưa không có làm giấy tờ rồi bây giờ tiếc đúng không cô? tiếc chứ, tiếc nhiều lắm. Uổng nha. Bây giờ tụi nó cũng lớn lớn tuổi nhưng mà tội tội cho mấy đứa con của nó, mấy đứa cháu con cháu của nó thôi, tức là tụi nó lớn rồi không không sao, nhưng mà tội nghiệp cho mấy đứa con của Mấy nó, mấy người cháu rồi con nhiều mà lập khi gia đình thì cha cháu mẹ vợ, bây giờ vợ một hà một hộ là tôi thấy là không có công ăn việc làm rồi, trời tội quá thì cô, rồi rồi tức sao là sinh sống cô, bốn sao sao được, ba bốn đứa con nó là không có công ăn việc làm nếu mà đấy. không có công ăn việc làm phải sống bằng gì cô? Thì bây giờ cứ ba mua mua bán online được đồng nào hay đồng đó, tức là nằm ở giữa trung gian á, tức là kêu là lấy trên người ta quảng cáo cái gì cái nào bắt đầu nó ai order cái nó gọi tới, nó kêu người ta ship tới, À, hay là mình làm shipper phải không không? phải shipper, nó ngồi ở nhà thôi, Ồ, nó vậy là cứ soạn đồ dùm cho người ta hay sao ta? Thì chắc là cũng lương là đủ ăn thôi chứ đâu có khá giả gì đâu không không cô? không có đủ ăn luôn Trời sao tội vậy, cái bởi bởi vậy những người như vậy mà nếu mà có cơ hội mà được đi qua Mỹ là quá ngon cô nhỉ?
tuổi nó mới có ba mấy, 36, 37 gì đó, mà giờ cũng con cái thì đã 14, 14 tuổi, 15 tuổi rồi, giờ đi học mà nhiều khi đi học thêm một ngày đâu có tiền mấy đâu mà cho Đó, bởi vậy ở học. bên Việt Nam thấy khổ, thấy tội quá cô ha. Đó, có cơ hội được đi qua đây hết là cho dù được đi học hay không được đi học gì thì cũng có công việc làm, nó cũng đỡ có đồng Thì ra đồng đó vô. À, đi làm ở bên này công nhân thì nó cũng có tiền đúng không cô? thì đúng rồi, Cô lương thấy bây cái giờ cuộc cũng phải sống tệ lắm, 17 18 đồng giờ. đó, 17 18 đồng giờ, có nhiều Thì chỗ 20 hơn luôn đó ừ, cô. bây giờ nó bắt đầu lên nó cũng tăng, thì là nói chung mà mặc dù cái gì chứ bên Mỹ này cuộc sống mà chịu khó đi làm là có tiền là xoay sở được hết. Ngon hơn Việt Nam nhiều đúng không cô? Đúng rồi, chứ ở Việt Nam bây giờ là hoàn toàn thấy nằm nhà với chạy dông ngoài đường là Thôi, nhiều. cái đó là một số thành phần giống như kiểu là người ta không phải là cái giả, đó là dân lao động thường cô nhỉ. Còn trừ những người cái giả người giàu thì mình không có nói tới ở đây, đa số những người lao động bình thường đó là như vậy. Còn nếu mà mình mà những người như cháu của cô đó mà có cơ hội được qua đây thì quá ngon cô nhỉ. Thì đó, tụi nó đang có tuổi làm được, làm ăn chẳng hạn, đi qua đây làm những cái công việc hãng xưởng, mặc dù gì nó có cũng có cái sức để đi làm. Ở bên Việt Nam mình như 55 tuổi là cho retire sớm, Rồi. mà bên nó không không có nhận, chẳng hạn như không có cái bằng cấp mà lớp 12 xong hay là gì là cho việc làm đâu, không có đâu. Dạ ý hả? Đâu có hãng xưởng gì đâu mà thâu nhận. Bây giờ hãng Dạ. xưởng ba cái hãng giờ nó cũng 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 Đi làm công nhân cũng khó hả cô? khó lắm, không phải dễ đâu. Trời ơi sao kỳ vậy? Con thấy ở Sài Gòn có nhiều công nhân lắm mà. Nhà cô ở đó là Nói quận quận mấy? Quận quận 11 không? 11 Sao cuộc sống có sao mà thế? xin vô hãng mà nó cũng phải đòi hỏi lớp 12 lần sau đó để mà cho vô, mà cũng phải quen biết vô được, chứ không phải là cái chuyện là muốn vô là vô đâu. Ồ Ừ, rồi sao ba trời? chục tuổi trở đi là khó xin việc rồi, cái tuổi mà nó muốn muốn nhận vô là từ 18 tới 20 mấy thôi, Dạ. chứ còn nếu mà là cao tuổi một chút là nó không có nhận đâu. Thấy tội quá ha. Ừ. Tội mấy người lao động bình thường quá mà đi làm mà không có việc làm. Bởi bên Mỹ tính ra sướng nhiều người Bên đây hả, sai 60 mấy tuổi rồi mình nó đi xin làm mà có sao vẫn đi làm được. thì đó giống cô giờ 68 Không là con phải những người mà mới mới qua Mỹ này thôi, chứ không phải là như nít cô ở lâu, những người mà ở ở Việt Nam mới qua mà 60 tuổi người ta vẫn nhận, dạ thì đúng chứ rồi, không nếu mà mình không có sức phải khỏe nhờ cô nhỉ, có sức khỏe là họ vẫn thì nhận, đó vẫn nhận nhiều khi biết tiếng Anh hơi hơi họ cũng nhận, không cần có tiếng Anh người ta vẫn nhận. có nhiều chỗ không cần tiếng Anh ta vẫn nhận. Ừ, Dạ còn bên Việt Nam bây giờ cái tuổi đó là tuổi về nhà ngồi không, mà chứ không có thể nào nhiều khi con nghe nói mà là 40 mấy tuổi là họ chơi già rồi đó vì cô. đó đâu đã nói là ba mấy là đã không nhận vô rồi. Việt Nam mình thừa lao động, ở bên Mỹ người ta thiếu lao động nên ai có sức lao động là cứ đi làm họ nhận thôi. Vậy đó. Với ai có cơ hội đi qua được Mỹ là tốt cho người đó, cho dù làm bất kỳ công việc gì cũng được, đỡ hơn rất là nhiều. Đây mình đang nói những người mà thành phần lao động thôi, còn những người mà khá giả, những người buôn bán thì không có bàn tới ở đây, mà đang bàn tới những người công nhân. Mà cô rồi cô đi về cô gặp mẹ chắc mẹ cô vui lắm hả cô hả? Mẹ thì vui lúc nào ấy, Mà mẹ cô còn minh mẫn không? còn minh mẫn nhưng mà nằm không à. Vậy hả? Ừ, không có đi được, không có đứng Vậy được, là bây giờ là cô lo cho mẹ hả? Cô gửi tiền về lo cho mẹ hả? Hay gửi cô tiền chút chút phải ra lo hai cho chị em phải không? Cô mới cái ở bây giờ qua nhiều quá quê rồi. quá nhiều rồi. Tổng cộng là mấy người mới qua nữa là 6 gia đình phải không cô? Sáu gia đình Thì ai lo được gì cho mẹ hãy lo, bởi vậy thì bởi mẹ vậy. cô giờ cũng đỡ rồi cô Nói ha. chung hồi trước giờ thì má má cô cũng khỏe, chứ không đến nỗi thiếu thiếu thốn người Ủa ta. rồi cô hồi bữa đó cô về cái cô như cô có bên bà con ở ngoài Đà Nẵng hay đâu cô hả? Có ra ngoài bên bên chú Việt á, Dạ. em dâu Cô đi ra Đà Nẵng mấy ngày? Có vui không cô? 3 ngày. Phải hả? Có 3 ngày thì đâu chơi được gì mấy đâu nhỉ? Đâu chơi gì đâu, đi Ủa? xuống này buổi chiều tối rồi qua ngày hôm sau đi banana ăn chút, Vậy rồi hả hôm con? sau là lo chuẩn bị đi về rồi. Ồ. Vùng lạnh như vậy mà về Việt Nam thì mình thấy khí hậu là sao cô? Rất là nóng, nóng kinh khủng lắm. Tội vậy hả cô? Ừ, mỗi lần đi ra ngoài và đi xe thì phải đội mũ bảo hiểm, Mà nó bụi đúng không nó bụi thì chớ, nó nóng mà nó nóng nó ròng mồ hôi chảy ròng cô? Nhắc cái này con mới nhớ hồi đó rã con đi về Việt Nam mười mấy năm về trước đó, luôn. thì con cũng trong cái trường hợp giống y như cô luôn. Mình nghĩ là chắc hồi xưa mình ở bên Việt Nam mình ok thì bây giờ mình về chắc không tới tới nổi, nhưng mà thật ra khi mà mình đi qua đây cái mình sống ở cái vùng khí hậu lạnh đó
Tại khi mà nó nóng quá thì ở trong nhà nào cũng có máy Có lạnh, air rồi conditioner. nó lạnh đó thì lại có máy hít. Nên khi mà mình về Việt Nam thấy mình không có thể nào mà chịu được cái khí hậu ở Việt Nam luôn á. Nó nóng lắm mà tại ra đường là bây giờ nó đòi hỏi là mình phải đội mũ bảo hiểm bởi vì nó Nó nóng bí kinh khủng, nó bí mà không, mà khi mà mình ở Việt mà Nam mình chịu được cô, cái người Việt Nam cái trùm kín mặt, kín đeo khẩu trang rồi đeo trời khẩu trang ơi. tay rồi mặc áo dài tay thì họ vẫn chịu được, nhưng mà khi mà mình về trở Đúng lại cái cảm giác nó kinh khủng rồi cô nhỉ, rồi. Sợ lắm kinh khủng mà nó mà khó tả lắm. cô không có ra đường nhiều. À hồi đó cô ở bên này cô có nghĩ là cô về Việt Nam cô sẽ thích ăn này ăn kia không? Cô nghĩ cô cũng thích ăn nhưng mà về ăn nổi. Không nổi đúng không, mình ăn nó không có ngon như mình suy nghĩ đúng không cô, cô có cảm giác vậy không? Tôi có uống này thuốc uống kia mà đâu có uống được đâu, Rồi uống nước sao dừa này nọ giờ uống không được. rồi cái lúc mà cái thời gian mà cô mới mới về đó rồi cô có ăn uống nó có bị cái gì không, cô bị hay Có bị bị đau bụng tiêu chảy. đa số? Tại vì nhiều khi mình ở một cái không phải là quá khen hay là gì mà nhiều khi mình ở một cái nước Mỹ mà nó, cái con vi trùng nó khác, cái con vi trùng nó khác với lại cái vùng nóng. Với lại ở bên này thì có thể là đồ ăn đồ nó sạch hơn, mình không biết phải nói sao mà có thể là nó sao cô nghĩ sao mà tại sao mình về mình ăn đồ mình lại bị đau bụng cô? Chẳng hiểu nữa. Không hiểu Nhiều sao khi mà nhiều người về ăn đồ bị đau bụng lắm nha. Chắc có thể là nó không phải diễn ra với tất cả mọi người nhưng mà hầu như là người ta sẽ bị đi đau bụng mấy ngày đầu, sau đó thì nó quen với con vi trùng đó cô nhỉ. Thì nó mới đỡ đúng không cô? Mà cô về cô có thích ăn món gì không hay là Bình chỉ thường ăn bình ăn thường thôi bánh chứ mì, ăn cơm sườn vậy thôi chứ còn dám ăn gì không dám ăn gì đặc biệt đó cô ạ. Nói chung đồ ăn ở bên này thì nó quá nhiều, nhiều khi người ta sợ ăn nhiều quá nó bị này bị kia cô hả, giống như có nhiều người bị bệnh gout đó, ăn nhiều vô chất đạm vô không tốt, nên đồ ăn bên Mỹ thì bây giờ con thấy là nó cũng cái gì cũng có cô hả. Có hết đầy đủ hết. Vậy giờ hiện tại bây giờ ở bên nhà cô bên đó là còn bao nhiêu người cháu tổng cộng cô có nhớ không? Nhà nhỏ kêu bốn 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 như bà là bà Đại khái cháu ruột thôi đó cô, cháu ruột á, không không nhớ khoảng khoảng 10 11 đứa, 10 11 đứa mà gì có gia đình hết chưa cô? có gia đình hết rồi. Có một đứa À con vậy gái là nó không có lấy chồng thì nó vậy thôi, chứ còn năm nay nó cũng bốn mấy rồi. ở lớn hết rồi, cỡ bốn mấy tuổi hết rồi, thấy mà thấy cuộc sống đồ phải vất vả cũng thấy tội cô hả. Nên đó nói chung là bây giờ cuộc sống mà không không có học thức là cũng mệt rồi chứ đừng Vậy hả cô, nhưng mà nói. con không thấy nhiều người người ta cũng kiếm việc này việc kia người ta làm Thì cũng phải cố gắng để mà cho con cái ăn đủ ngày hai bữa chứ giờ nhưng đói mà đâu có được. vậy là mấy người cháu của cô rồi có nhà riêng ở không hay ở chung với ba Bây giờ mẹ? những đứa khác á, thì nó có nhưng mà gia đình nhỏ em á, nhỏ em mà nuôi má mình á, thì nó không có nhà riêng, không có đứa nào có Không, ý con nói là mấy đứa cháu của những gia đình đó đó. ba người em gái. Ok, ba người em gái đó, những người con của ba người đó có nhà hết không hay là ở chung với bố mẹ? Không, mà mấy mấy đứa kia coi như là hai đứa em gái này có đầy đủ nhà cửa cho con nó, Ờ, cũng đỡ cô họ ở riêng còn đúng một đứa thì đó. nó không có, con của nó chồng nó mất đó, thành ra là nó đâu có đủ sức để nuôi con hồi xưa đâu. Vậy Bây hả giờ cô? mấy đứa nó ở chung một cái nhà đó, chia ra từng ô ô để Là mấy hộ ở. gia đình ở chung một nhà? Ba hộ Là ba ba giống ba như đứa con ở chung cái cô đó. đó cô ba 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 người hả? Ba đứa con đó thì lấy vợ hết rồi, Dạ chia ra một không không mà có con có cái ở chung nhà con chút thì nói xíu chung là cho ba người ở chung với lại bố mẹ là ba ba gia đình, là bố mẹ đó là bốn đó không? Bây giờ mà con nhỏ đó nó không có ở đó, nó ở nuôi má mình, nó ở nhà trên đây, ở nhà của ma của con nhỏ em. Bây giờ có một cô thì ở chung với má, là cô đó có mấy người con? Cô đó có 5 người con, một đứa thì nó qua Mỹ rồi, đứa con À gái thì nó cái qua. gái qua Mỹ rồi còn Rồi một lại đứa bốn người. thằng kia, bốn đứa con trai ấy, thì một đứa nó ở ngoài Đà Nẵng. Ok Rồi ba đứa còn lại thì nó ở nhà của ba mẹ nó, nhưng mà cái người mẹ của nó thì tới để chăm sóc má cô, thì nó ở à riêng, nó ok ở riêng nhà vậy đó, nhà là má cô ở là nhà của đứa em gái, dạ em gái khác chứ không phải là của mẹ nó, dạ con dạ hiểu dạ bởi vậy
Còn lại một số người em khác thì Mấy đứa kia thì nó có nhà riêng rồi. mà Con của hai vợ chồng với đứa em kế cô cũng có nhà riêng hết rồi, một đứa nữa cũng có nhà riêng hết, con cái của nó cũng có nhà là cái khi mà riêng. cô về Việt Nam đó là cô ở trên Sài Gòn nhiều hả cô? Ừ. Ở Sài Gòn thôi chứ ở đâu, ở Đi qua Đà nhà Nẵng có 3 ngày thôi. có 3 ngày Mà cô về được tháng không? tháng 5 tuần Năm tuần là cũng ok, cũng nhiều. mà ở nhà với má với lại mấy đứa em không, mà tại Vậy cũng hả nhiều cô? khi cũng có chuyện là đã không buồn đi. À là giống như kiểu có chuyện này kia buồn thì không muốn Ừ, đi đâu buồn không đi nữa. Thì đó, thằng cháu nó mất á, thành ra là không? Ủa cũng là lúc con không có nghe được cái news đó nha, cháu làm sao mất vậy? thì đã nói là hôm hôm cô về là nó đã yếu rồi, nhưng mà hôm tự nhiên nó vẫn đi đi được, nhưng mà sau đó nó phải vô bệnh viện. Vậy hả cô? Mà cái Ừ, người đó bị bệnh gì cô? không biết bị bệnh gì tìm chưa không ra Mà nổi. bao nhiêu tuổi mà có con, có 38 tuổi, con có vợ gì không? có vợ và có con 14 tuổi rồi, có đứa Trời con gái ơi, 14 tội nghiệp tuổi. quá ha, mà không biết bị bệnh gì. Không bệnh gì Khi hết, người ta phải phát hiện ra là bị cancer hay là bị không có cancer chờ gì hết, không biết sao mà nữa. nằm bệnh viện bao lâu thì tự nhiên đi. Làm nằm ở bệnh viện như vậy là đúng 1 tháng. Trời ơi, mà không phát hiện ra bệnh gì. Không, cứ Bị lấy sốt. tỷ đi test test thử nữa, cái chuyện này chuyện kia nói là, mà cuối cùng không có tìm ra, mà vợ vẫn nó trị là trị vậy thôi chứ cũng chưa biết mình cái trị cái đúng bệnh hay không nữa. Ủa con nghĩ là cuối cùng mình bị mất thì người ta cũng phải phát hiện ra là mình bị gì chứ, sao kỳ vậy ta, hay Không bị giống như là bị não hay là bị giống như kỳ bị đứt não không bị gì hết. ủa vậy chứ sao mà Ừ, vô bệnh viện cô? thì đã nói tự nhiên nó cứ yếu yếu đi, rồi cái nó đi bác sĩ hoài, mà bác sĩ cũng kêu vô cho nhập viện, mà bác sĩ cũng đâu cho nhập viện đâu, nó bảo nó khỏe, ai thiếu ngủ về ngủ đi rồi rồi rồi. Gì kỳ vậy, rồi ừ cứ cũng phải có tiểu không sử bệnh gì hay gì không ta? ừ. Không rồi cho đi lấy thủy đi tủy sống gì đó không biết, tát tát mà cũng chẳng tìm ra bệnh. Cuối cùng mà đi qua qua đời thôi. Ừ thì cuối cùng yếu quá rồi, vật mình vật mẩy rồi, ăn uống không được là yếu thôi. Thôi Với vậy. lại nằm trong bệnh viện ấy, không biết họ chích cái thuốc gì mỗi ngày 2 ống hay sao nhỉ. Thôi Ừ gia đình có chia sẻ là anh đó vô bệnh viện như vậy là hết bao nhiêu tiền không, bao nhiêu? không, cô không biết bao nhiêu thì cô cũng dám hỏi. Trời tội quá cô hả? Ừ Bởi vậy về gặp chuyện buồn như vậy thì nữa nên cũng đâu có anh vui. chị em cũng đóng góp vô để phụ vô trong đó, Tội quá cô. người cho một chút Trời ơi, một cũng khổ, giờ tội nhất cho người con với lại người vợ này. vợ thì giờ ở nhà đó cũng làm rồi, cũng lo cho con thôi, có một đứa con gái thôi. Bởi mấy người cháu đó của cô mà được đi qua Mỹ hết thì ai cũng có cuộc sống khá giả cô hả? Thì đâu cũng đâu có ngờ được chuyện Bởi vậy thấy cũng khổ, cũng đang nghĩ về cô thì cái nghĩ này và em út nhiều, nhưng mà biết sao được bây giờ. thế ổ, cô thì ổn định rồi, con Ừ. cái thì cũng ổn định rồi, mà nghĩ về những người em, Ừ. những người cháu thì lại thấy thương hả cô hả? Ừ. Chắc con nghĩ đó là lý do tại sao cô đi làm nhiều hay sao, cô làm Ừ. được bao nhiêu, lâu lâu có giúp gì được cho gia đình thì giúp đó đúng không cô? Gặp lúc nào thì mình giúp được cái gì giúp thôi, chứ còn bây giờ mình nói là trao hết mấy thì không được, không Thì không đúng có rồi, khả lo chỉ năng. lo được một chút xíu nào đó thôi, chứ Ừ. giúp một cái gì đó thôi, chứ mình đâu có thể nào mà lo được hết cho mọi người được. Còn cái hồi đó mà không nghĩ ra mà bảo lãnh hết cả nhà của mấy gia đình đó qua đây thì có thể là cuộc sống nó tốt hơn. Cảm ơn cô Lan nha, đã cung cấp những cái thông tin, thì có thể là mỗi người mỗi gia đình nó có một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà đó là một cái câu chuyện của cô Lan, mặc dù nghe thì cũng hơi buồn, và xin chia buồn với lại gia đình ở bên Việt Nam của cô. Tại vì hồi bữa con cũng nghe cô nói là cái gì đó, nhưng mà con cũng chưa có cơ hội để hỏi cô coi chuyện gì, thì bây giờ cô kể thì con cũng mới biết cặn kẽ. Nên dù sao thì cô cũng đi về Việt Nam và cô biết được cái tình hình thì cũng chắc cũng bớt nhớ nhà một chút xíu á phỏng cô. Mới nhớ nhà cũng nhớ, về tới tới hôm nay nhớ hoài. Mà cô có nghĩ là khi nào cô sẽ quay lại trong một thời gian nữa không, hay Chưa là biết được, không có ý định có quay lại? Nhưng mà con nghĩ là chắc thể. chắn là con sẽ một ngày nào đó con sẽ đi về chung với chồng. Nhưng mà chưa biết, chưa không dám hứa là chắc chắn là khi nào. Chắc là cái video này chắc kết thúc ở đây hả cô? Hả cô có chào mọi người trên live cái luồng YouTube Xin không cô? chào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video tới giờ này. Chắc là xin tạm dừng video ở đây và cảm ơn rất là nhiều quý cô chú và anh chị. Quý vị nếu mà ai chưa bấm đăng ký hãy bấm một cái đăng ký cho Mai Vũ nha quý vị. Hoặc là cho Mai Vũ xin một cái like trước khi ra nha. Bye bye.